khi bạn không ngừng khóc. Bạn không cô đơn đâu, vì không chỉ có một mình bạn như thế. Tôi cũng đã từng như thế, và cũng có nhiều người đã và đang như bạn. Phải chăng có điều gì đó rất sâu trong lòng mà mình vẫn thực sự đau đớn nhưng không thể lý giải nổi? Bạn biết không, nếu bạn đã từng nhìn thấy bên trong của một cái cây, bạn sẽ thấy rằng mỗi cái cây được tạo nên bởi nhiều lớp nhẫn, bắt đầu từ chiếc nhẫn đầu tiên trong chính tâm giữa của nó. Rồi theo cuộc sống của từng cái cây, mỗi năm một chiếc nhẫn mới lại được khoác lên. Dù bên ngoài cái cây trông có vẻ xù xì thô ráp, nhưng ở tâm giữa của nó là chiếc nhẫn đầu tiên. Đó chính là chiếc cây non mà cái cây đó đã từng là. Chiếc cây non của năm đầu tiên. Chiếc cây non đó vẫn luôn có trong mỗi cái cây. Chiếc nhẫn đầu tiên chính là cây em bé. Và một cách kỳ diệu, con người cũng vậy. Trong mỗi chúng ta vẫn luôn có một em bé mà mình đã từng là. Với một số người thì đó là khi họ 12 tuổi, 9 tuổi, 5, 6 tuổi. Hay với một số khác thì là khi 2 tuổi, hoặc là khi ta chỉ mới 1 tuổi, hay có thể là 1 tháng tuổi, 1 tuần tuổi, hoặc có khi đó là ngày đầu tiên chào đời. Có thể chiếc cây non đó của bạn đã từng bị tổn thương, từng bị bỏ rơi hay hoảng sợ, tự ti theo một cách nào đó. Có thể đó là sự mất kết nối trong gia đình khi bố mẹ chia tay, anh chị em chẳng được gặp chơi cùng nhau nữa. Hay có thể là sự bất an khi đứa em nhỏ ra đời, bạn nghe thấy người lớn bảo có em là con ra rìa rồi. Hay là sự hoảng loạn khi mẹ quá bận mà quên bạn ở giữa chốn đông người, đừng khóc ròng rã. Hay đó là triền miên những ngày lặng thinh trong căn phòng trống rỗng, một mình nhìn những mảng tường loang lổ, ánh sáng bên ngoài khung cửa sổ đang chạng vạng tắt dần, chờ bố mẹ đi làm về. Hay là khao khát của một cậu bé trai mong được đi chơi trong khu vườn bình yên, thay vì luôn phải ở trong ngôi nhà đầy tiếng ồn và sự cãi vã của cha mẹ. Và còn nhiều nữa, nhiều nữa. Những vết thương trong sâu thẳm bên trong mà chưa bao giờ được có ai lắng nghe, vỗ về, xoa dịu. Nếu có lúc nào bạn cảm thấy em bé nhỏ đó của chính mình, em bé mà bạn đã từng là đó, vẫn còn đang khóc và cảm thấy cô đơn biết nhường nào, hãy ôm em chặt vào lòng, xoa đầu và lắng nghe tiếng em khóc. Hãy nói với em rằng đừng sợ, đừng sợ, đừng lo nữa em nhé. Chị hiểu mà, chị hiểu những cảm giác mà em đang phải chịu. Giờ đã có chị ở đây rồi, em sẽ không còn cô đơn nữa đâu. Anh sẽ luôn ở đây bên em. Anh sẽ chăm sóc và che chở cho em. Anh sẽ đưa em đi chơi nữa. Hãy ngồi cùng vẽ với em bé, dắt em đi chơi, hoặc nghêu ngao hát, đùa chọc cho em cười và chạy nhảy tự do như em muốn. Hãy yêu thương em bé một tình yêu thương không điều kiện, đơn sơ, thành thật như giữa con người với con người, giữa tâm hồn với tâm hồn. Hãy nói với em rằng anh thương em, anh rất yêu em. Chị rất thương em, chị rất yêu em. Em rất là đáng yêu. Em đã được tạo ra một cách thật là đáng yêu. Em đáng yêu không phải bởi vì em xinh xắn hay đẹp đẽ như thế nào, hay bởi em đã làm điều gì, hoặc bởi giới tính hay bất kỳ điều gì khác. Em đáng yêu bởi em đã được tạo ra đáng yêu như vậy. Em đã được tạo ra đáng yêu như thế này đây. Và kể từ bây giờ, anh sẽ luôn ở bên em, chị sẽ luôn ở bên em, và em cũng vậy, sẽ luôn ở bên chị. Chúng ta không còn cô đơn nữa, chúng ta luôn có nhau. Giờ trong một khoảng khắc
Hãy ở bên em bé đáng yêu này. Hãy nhìn em bé, em bé mà bạn đã từng là những năm về trước lâu rồi này. Và giờ bạn ý thức được rằng có một tình yêu trong bạn có thể truyền vào em bé. Lúc này hãy để điều đó diễn ra từ tâm hồn đến tâm hồn. Hãy truyền tình yêu thương của mình đến với em bé và cảm nhận được trái tim bạn đã cảm thấy dịu nhẹ và dễ chịu, ấm áp hơn rất nhiều rồi. Và còn em bé cũng cảm thấy an toàn và bình yên, dễ chịu trong tình yêu thương của bạn. Và rồi bạn đặt em bé và trái tim mình ở giữa trái tim này, nơi bên trong bạn mà em bé được cảm thấy như là ở nhà của mình, một ngôi nhà bình yên, ấm áp, đầy yêu thương và cả tiếng cười nữa, dịu nhẹ và bình yên hơn. Và hãy gửi cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng, bình yên này đến toàn bộ mọi phần, mọi mặt trong cơ thể, mọi tế bào, từng bộ phận trong cơ thể của mình, theo hơi thở của bạn, khi bạn hít vào rồi lại thở ra. Hít vào thật sâu rồi lại thở ra từ từ chậm rãi, để thả lỏng, dịu nhẹ và bình yên trong toàn bộ cơ thể, tâm trí và cảm xúc của mình. Và cứ như vậy theo từng hơi thở, hít vào rồi lại thở ra chậm rãi, bạn cảm nhận được cơ thể của mình đã cảm thấy dần dịu nhẹ hơn và dễ chịu hơn. Và cứ như vậy theo mỗi hơi thở, hít vào rồi lại thở ra. Và trái tim bạn cũng đang cảm thấy ấm áp hơn, dịu nhẹ và bình yên hơn.